Xin chào các bạn đang đón xem video của Việt Nam Discovery. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một trong những thành phố phát triển nhất Tây Bắc. Lào Cai là một thành phố biên giới phía Bắc và là tỉnh lỵ của tỉnh Lào Cai. Thành phố Lào Cai có cửa khẩu quốc tế Lào Cai, là nơi giao thương quan trọng ở phía Bắc Việt Nam với phía Nam Trung Quốc. Là địa đầu của đất nước, thành phố Lào Cai là cửa ngõ quan trọng mở cửa thị trường Việt Nam với các tỉnh phía Tây Nam Trung Quốc và cả các tỉnh nằm sâu trong nội địa Trung Quốc. Trong suốt chiều dài lịch sử, vùng đất thành phố Lào Cai hiện nay có những biến động nhất định về địa lý, dân cư và lịch sử. Đặc biệt trong giai đoạn 30 năm tái lập thị xã tỉnh lỵ thành phố Lào Cai 1992-2022, thành phố đã trải qua các giai đoạn phát triển với những dấu ấn nổi bật. Từ một thị xã trở thành thành phố đô thị loại 3 trực thuộc tỉnh năm 2004, lên đô thị loại 2 được công nhận là đơn vị anh hùng lao động năm 2014, đang phấn đấu cơ bản hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại 1 vào năm 2025. Có thể nói, 30 năm xây dựng và phát triển là chặng đường không dài, song đã để lại nhiều thành tựu khẳng định sự nỗ lực cố gắng phấn đấu của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố. Diện mạo một thành phố trẻ Lào Cai đang hình thành, phát triển mạnh mẽ, ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại. Phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2030, thành phố Lào Cai là đô thị loại 1, giàu đẹp, văn minh và hiện đại, là trung tâm khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc về dịch vụ, thương mại, xuất nhập khẩu, logistics, du lịch. Và mục tiêu đến năm 2050, thành phố Lào Cai là thành phố giàu đẹp, thông minh và hiện đại, là thành phố phát triển toàn diện thuộc nhóm các thành phố phát triển của cả nước. Và trong video ngày hôm nay, mời các bạn cùng chúng tôi đến với thành phố Lào Cai để cùng ngắm nhìn xem thành phố này đã thay da đổi thịt ra sao. Trước khi đến nội dung của video, các bạn đừng quên đăng ký kênh để đồng hành cùng với chúng tôi nhé. Về vị trí địa lý, thành phố Lào Cai nằm ở phía bắc của tỉnh Lào Cai, cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 286 km về phía tây bắc và có vị trí địa lý phía đông giáp huyện Bảo Thắng, phía tây giáp huyện Bát Sát, phía nam giáp thị xã Sapa, phía bắc giáp tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Thành phố Lào Cai có diện tích 282,13 km², dân số năm 2019 là 130.671 người, mật độ dân số đạt 463 người trên 1 km². Từ thành phố Lào Cai đi thị xã du lịch Sapa theo quốc lộ 4D khoảng 40 km. Ngày 30 tháng 11 2004, Thủ tướng Chính phủ ban hành nghị định số 195/2004/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Lào Cai thuộc tỉnh Lào Cai với diện tích tự nhiên 221,50 km², 100.225 nhân khẩu, 17 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 12 phường, 5 xã. Thị xã Lào Cai được công nhận lên thành phố đã khẳng định chất lượng đô thị được nâng lên, đời sống nhân dân được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần. Từ đây, vị thế của thành phố tiếp tục khẳng định trước bề bạn quốc tế, tạo đà cho thành phố tiến nhanh, tiến mạnh trên con đường công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Trong suốt chiều dài lịch sử, vùng đất thành phố Lào Cai hiện nay có những biến động nhất định về địa lý, dân cư và lịch sử. Đặc biệt, trong giai đoạn 30 năm tái lập thị xã tỉnh lỵ thành phố Lào Cai 1992-2022, thành phố đã trải qua các giai đoạn phát triển với những dấu ấn nổi bật. Từ một thị xã trở thành thành phố đô thị loại 3 trực thuộc tỉnh năm 2004, lên đô thị loại 2, được công nhận là đơn vị anh hùng lao động năm 2014, đang phấn đấu cơ bản hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại 1 vào năm 2025. Có thể nói, 30 năm xây dựng và phát triển là chặng đường không dài, song đã để lại nhiều thành tựu khẳng định sự nỗ lực và cố gắng phấn đấu của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố. Diện mạo một thành phố trẻ Lào Cai đang hình thành, phát triển mạnh mẽ, ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại. Lào Cai ngày đầu đi vào hoạt động còn ngổn ngang, bộn bề, chìm lẫn trong lau trắng hoang vu. Toàn bộ cơ sở hạ tầng bị tàn phá, còn sông Hồng thơ mộng chảy giữa lòng thị xã đã vô tình trở thành ranh giới, chia cắt đôi bờ. Chỉ có những chuyến phà lặng lẽ, ngày nối ngày, ngược xuôi, làm nên niềm vui hội ngộ.
Nhiều khu phố cũ còn là vành đai trắng, bom mìn còn rải khắp nơi, chưa kịp tháo gỡ, dân cư còn thưa thớt. Cơ sở hạ tầng thị xã chưa kịp quy hoạch xây dựng, nhà chưa có số, phố chưa có tên. Đời sống kinh tế xã hội vô cùng khó khăn, an ninh trật tự diễn biến phức tạp, chưa có điện lưới quốc gia. Ngày 31 tháng 11 2002, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2002/NĐ-CP về việc sáp nhập thị xã Lào Cai và thị xã Cam Đường thành thị xã Lào Cai, thị xã tỉnh lỵ của tỉnh Lào Cai. Không gian thị xã mở rộng tăng 5 lần so với trước đây, diện tích tự nhiên là 230,958 km² và 77.167 khẩu, gồm 16 đơn vị hành chính, 7 xã, 9 phường. Khu đô thị có tổng diện tích 23,5 km², được xây dựng trên diện tích đất của xã Bắc Cường, Nam Cường, Cam Đường và phường Bắc Lệnh. Khu đô thị nhằm thực hiện chiến lược dời đô của tỉnh Lào Cai để di chuyển trung tâm tỉnh lỵ, dành đất cho phát triển kinh tế cửa khẩu. Thực hiện chủ trương nâng cấp thị xã tỉnh lỵ Lào Cai lên thành phố, tháng 7/2001, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Lào Cai đã đề ra 5 chương trình kinh tế xã hội với các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng thị xã trở thành đô thị loại 3. Ngày 10 tháng 1 2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 09/2003/QĐ-TTg về mở rộng khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tổng diện tích tự nhiên 79,71 km², bao gồm khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, diện tích 0,5 km² là khu trọng điểm, khu thương mại Kim Thành diện tích 1,52 km², khu công nghiệp Bắc Duyên Hải diện tích 3,04 km² và khu công nghiệp Đông Phố Mới diện tích tự nhiên 1,46 km². Sau khi thị xã Lào Cai được công nhận là thành phố đô thị loại 3, Đảng bộ thành phố đã sớm có kế hoạch phấn đấu trở thành đô thị loại 2. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành nghị quyết về việc tập trung lãnh đạo phấn đấu trở thành đô thị loại 2 và tập trung triển khai đề án xây dựng thành phố Lào Cai phấn đấu trở thành đơn vị anh hùng trong thời kỳ đổi mới. Trong 10 năm phấn đấu không mệt mỏi 2004-2014, Đảng bộ thành phố liên tục xếp loại vững mạnh, dẫn đầu toàn tỉnh về mọi mặt với những thành tựu nổi bật. Công tác quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị với tốc độ nhanh, các khu tái định cư được quy hoạch hình thành những khu phố, tuyến phố mới văn minh, xanh, sạch, đẹp, tiến hành kè dọc theo hai bên sông Hồng, kết nối hai bên sông là các cây cầu Cốc Lếu, Phố Mới và cầu Giang Đông. Đường giao thông nội thị thường xuyên được nâng cấp, cải tạo đạt trải áp phanh, đường đến trung tâm cụm xã và đường làng ngõ xóm đều được bê tông hóa, hành lang, vỉa hè các tuyến phố đều được lát lại, cải tạo lối lên xuống theo hình thức xã hội hóa. Các khu vui chơi giải trí, công viên, vườn hoa và bệnh viện được xây dựng. Hệ thống điện đường giao thông, trường trạm được đầu tư xây dựng ngày càng hoàn thiện. Năm 2011, 2013, 2014, thành phố Lào Cai được Hiệp hội các đô thị Việt Nam tặng danh hiệu đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp. Đến hết 2013, thành phố đã đạt 91 trên 100 điểm đô thị loại 2, vượt 16 điểm theo tiêu chuẩn khu vực vùng cao, vùng biên giới. Kinh tế tăng trưởng nhanh, văn hóa xã hội luôn là lá cờ đầu toàn tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2003-2013 đạt 14,5% một năm, tăng gần gấp 2,4 lần so với năm 2004. Quy mô kinh tế tăng gấp 7 lần, thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng, tăng gần 7,2 lần so với năm 2004. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ chiếm 97%, nông nghiệp giảm xuống chỉ còn 3%. Khu kinh tế cửa khẩu ngày càng sôi động, giữ vai trò tạo động lực cho các ngành kinh tế khác phát triển. Thương mại và dịch vụ tăng trưởng ngoạn mục với các loại hình siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, chợ truyền thống, tạo thị trường hàng hóa phong phú. Điện lưới quốc gia phủ kính 100% số xã, phường của thành phố, quy hoạch xây dựng 3 khu công nghiệp tập trung, diện tích trên 2 km² có 106 dự án với 1.300 cơ sở sản xuất. Thu ngân sách trên địa bàn tăng gần 7 lần, thu nhập bình quân đầu người tăng hơn 8 lần.
văn hóa xã hội ngày càng phát triển, giáo dục đào tạo luôn là lá cờ đầu của tỉnh và khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Đến năm 2014, 100% các xã phường đạt chuẩn quốc gia về y tế, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì thường xuyên với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. 100% thôn, tổ dân phố được phủ sóng điện thoại di động, sóng truyền hình và ứng dụng công nghệ thông tin. Tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm từ 11,4% năm 2003 xuống còn 2,4% năm 2013 theo tiêu chí mới. Số hộ nghèo ở khu vực nông thôn giảm từ 31% năm 2005 xuống còn dưới 5% năm 2013. Chất lượng cuộc sống của nhân dân không ngừng được cải thiện. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, công nghệ thông tin được ứng dụng vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước và rút ngắn thủ tục hành chính. Năm 2011, thành phố Lào Cai là đơn vị duy nhất của cả nước được Bộ Thông tin và Truyền thông trao giải thưởng ứng dụng thông tin cho các cơ quan nhà nước. Quốc phòng an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đối thoại ngày càng mở rộng, là thành phố duy nhất của cả nước nằm sát biên giới có gần 10 km đường biên. Công tác quốc phòng an ninh luôn được củng cố, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tội phạm được kiềm chế. Công tác đối ngoại không ngừng được mở rộng phát triển theo hướng hữu nghị. Năm 2005, thành phố Lào Cai Việt Nam và huyện Hà Khẩu Vân Nam Trung Quốc kết nghĩa hữu nghị, hợp tác toàn diện, xây dựng biểu tượng hai thành phố một dòng sông. Hai bên đã trao đổi hàng trăm đoàn lãnh đạo và doanh nghiệp sang thăm, hội đàm, ký kết các chương trình, biên bản hợp tác trên các lĩnh vực. Năm 2013, được sự cho phép của Trung ương, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, Trạm Kiểm soát Biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu trở thành đơn vị lực lượng vũ trang đầu tiên của Việt Nam và Trung Quốc, kết nghĩa hữu nghị hợp tác. Giai đoạn 2014-2022, thành phố Lào Cai đã có sự phát triển vượt bậc mọi mặt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố Lào Cai tiếp tục dẫn đầu toàn tỉnh với mức trung bình 16,4% một năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh, đúng hướng. Cửa khẩu quốc tế tại thành phố Lào Cai tiếp tục là điểm giao thương quốc tế sôi động với tổng kim ngạch đạt gần 4 tỷ USD. Nguồn thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt gần 3.000 tỷ đồng. Năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước ước trên địa bàn thành phố Lào Cai đạt 3.777 tỷ đồng và chiếm gần 1/3 số thu ngân sách của toàn tỉnh. Lĩnh vực du lịch có bước phát triển mạnh, ước lượng du khách đến địa bàn trong năm 2021 khoảng 950.000 lượt khách. Số cơ sở lưu trú và số phòng nghỉ đã tăng 35%. Tổng doanh thu trong lĩnh vực ước đạt 20.477 tỷ đồng trong năm 2021. Công nghiệp xây dựng của thành phố đạt 1.094 tỷ đồng, sản xuất nông nghiệp đạt giá trị hơn 800 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người dân thành phố Lào Cai hiện đạt trung bình gần 100 triệu đồng một năm. Ban chấp hành đảng bộ thành phố Lào Cai luôn dành quan tâm đặc biệt với công tác quản lý quy hoạch phát triển đô thị, coi đây là nền tảng có tính định hướng tác động trực tiếp đến các chỉ tiêu phát triển khác. Đến nay, thành phố đã lập trình phê duyệt 307 đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch chuyên ngành, tạo điều kiện để thành phố đạt tiêu chí đô thị loại 1 trong thời gian tới. Bên cạnh đó, nổi bật trong lĩnh vực văn hóa xã hội là sự nghiệp giáo dục đào tạo, thành phố tiếp tục giữ vững ngôi đầu toàn tỉnh với 100% trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia, trên 2.000 lượt học sinh đạt giải các cuộc thi quốc gia, quốc tế. Việc triển khai bộ quy tắc ứng xử văn hóa văn minh gắn với xây dựng hình ảnh con người thành phố Lào Cai, văn minh, lịch sự, thân thiện, kỷ cương, dần trở thành những giá trị văn hóa tốt đẹp. Công tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại được đảm bảo, quan hệ hữu nghị, hợp tác với huyện Hà Khẩu, thành phố Mông Tự, tỉnh Vân Nam Trung Quốc, huyện Mường Say, tỉnh Udom Say, Lào và các địa phương trong cả nước được duy trì. Đạt được những thành tựu trên đây, trong 30 năm tái lập 1992-2022, Đảng bộ thành phố đã trải qua 8 lần đại hội, từ đại hội lần thứ 16 nhiệm kỳ 1993-1996 đến đại hội lần thứ 23 nhiệm kỳ 2020-2025.
Mỗi lần đại hội đánh dấu sự trưởng thành của đảng bộ, đề ra được những chủ trương đúng đắn thông qua các nghị quyết, các kỳ đại hội và các chương trình, đề án, kế hoạch để xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp. Hình ảnh thành phố trẻ Lào Cai hiện đại, văn minh, biểu tượng cho sự hữu nghị hòa bình, một đô thị sôi động, căng sức sống đã hiện rõ. Công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực. Dân chủ trong mọi mặt đời sống, công bằng, văn minh đã và đang trở thành hiện thực. Đó là những thành tựu to lớn rất đáng tự hào và đã được ghi nhận bằng các danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng. 4 huân chương, lao động hạng 3, hạng 2, hạng nhất và độc lập hạng 3. 6 cờ thi đua của Chính phủ, của Ủy ban Nhân dân tỉnh và danh hiệu Anh hùng lao động. Ngoài ra, thành phố còn đón nhận các danh hiệu khác: thành phố hữu nghị với Trung Quốc, đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả nhất, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Nghị quyết số 16 NQTU ngày 1 tháng 10 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai về phát triển thành phố Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định quan điểm xây dựng thành phố Lào Cai là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, là hạt nhân tạo sức lan tỏa phát triển cho các huyện, thị xã, là cơ sở động lực đảm bảo xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển toàn diện, trở thành trung tâm cầu nối giao thương kinh tế, đối ngoại giữa Việt Nam và các nước ASEAN với Trung Quốc, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội đi đôi với củng cố quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, trở thành điển hình trong xây dựng biên giới hòa bình, hợp tác, phát triển, gắn mục tiêu phát triển bền vững với giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo đảm an ninh trật tự, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đẩy mạnh đô thị hóa đồng thời với đầu tư phát triển khu vực nông thôn. Thành phố đi đầu, tiên phong trong tất cả các lĩnh vực, nhất là trong đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực hội nhập quốc tế, cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao. Phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2030, thành phố Lào Cai là đô thị loại 1, giàu đẹp, văn minh, hiện đại, là trung tâm khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc về dịch vụ, thương mại, xuất nhập khẩu, logistics, du lịch, công nghiệp phụ trợ, về giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao, quốc phòng an ninh được đảm bảo vững chắc, tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Và mục tiêu đến năm 2050, thành phố Lào Cai là thành phố giàu đẹp, thông minh và hiện đại, là thành phố phát triển toàn diện thuộc nhóm các thành phố phát triển của cả nước. Các bạn thấy sao về thành phố Lào Cai? Hãy để lại ý kiến cá nhân cho chúng tôi biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.